Mercedes đã vừa tung ra hình ảnh chính thức đầu tiên của S-Class 2021, dòng xe luôn đầu bảng của thương hiệu ngôi sao ba cánh. Mặc dù có nhiều tin đồn về việc trì hoãn do đại dịch Covid-19, nhưng đích thân giám đốc điều hành Ola Källenius đã xác nhận S-Class mới sẽ ra mắt ngay trong năm nay. Hình ảnh được Mercedes công bố đã tiết lộ gần như toàn bộ phần đầu của S-Class mới. Lưới tản nhiệt của S-Class mới được mở rộng đáng kể, với phần viền sắc nét hơn. Phía bên trong là 3 nan kép nằm ngang. Cụm đèn mới sử dụng 3 thấu kính, nhiều khả năng sẽ đi kèm với công nghệ Digital Light hoặc đèn laser. Nằm ở phía trên cùng là dải đèn LED định vị hình móc câu, giống với những mẫu xe mới nhất hiện nay của Mercedes. Phiên bản lộ diện trong ảnh có thể là bản Luxury, với phần cản trước sử dụng nhiều đường viền mạc chrome sáng bóng. Ngoài ra, hình ảnh trên cũng đã hé lộ một phần thiết kế mâm xe trên S-Class mới. Ngoài tấm ảnh chính thức trên, những hình ảnh thực tế của S-Class mới cũng đã bị phát tán cách đây không lâu. Phần đuôi xe trẻ trung hơn với cụm đèn hậu mảnh mai nằm ngang và được nối liền với nhau bằng một thanh chrome. Khoang lái của S-Class mới đi theo phong cách hiện đại và chịu nhiều ảnh hưởng từ mẫu xe concept EQS. Không còn màn hình đôi nối liền với nhau, S-Class mới sử dụng màn hình trung tâm tách rời và nằm dọc, dùng để điều khiển gần như toàn bộ mọi chức năng trên xe. Vô lăng trên S-Class mới giống với E-Class Philip vừa ra mắt, được trang bị cảm biến điện dung để nhận biết tay của người lái. Là mẫu xe đầu bảng của Mercedes, S-Class mới sẽ được trang bị những công nghệ tối tân nhất như trí tuệ nhân tạo hay khả năng tự lái ở cấp độ 3. Hệ truyền động trên S-Class mới sẽ bao gồm máy xăng, máy dầu, hybrid nhẹ 48V, hybrid cắm sạc và phiên bản EQS chạy điện. Vừa rồi là video giới thiệu nhanh Mercedes S-Class 2021. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký và bấm vào nút chuông bên cạnh để nhận được thông báo của những video giới thiệu về công nghệ và các mẫu xe mới nhất hiện nay của xe 24 giờ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.